Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên thay mặt biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, vào 5 ngày cuối cùng của tháng 1 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ được bề trên ban lộc, làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận buồm, xuôi gió. Khi đã có được vận may phù trợ, các bạn hãy biết cách tận dụng để phát triển sự nghiệp của bản thân. Đối với những bạn làm nghề buôn bán thì hãy tranh thủ thực hiện các chiến lược kinh doanh để thu hút sự chú ý của khách hàng. Từ đó các bạn sẽ buôn may bán đắt, làm không ngớt tay. Còn đối với các bạn làm văn phòng, hãy cố gắng phấn đấu gấp 5, gấp 10 lần trong công việc để được cấp trên chú ý, từ đó sẽ thăng quan tiến chức. Nói chung vận may thiên thời địa lợi, còn thành công hay không là ở sự cố gắng và nỗ lực của các bạn. Chúc tất cả các bạn mọi điều như ý. Tuổi Sửu. Các cát tinh xuất hiện trong tử vi của người tuổi Sửu cho thấy con giáp này đón ngày mới với sự thoải mái, vô tư và một tinh thần phấn chấn. Nhờ vậy, bạn có thể giải quyết công việc một cách sáng suốt, hiệu suất được nâng cao khá rõ. Con giáp này trở nên mạnh dạn hơn trong các quyết định quan trọng và nỗ lực của bản thân cũng được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Tâm trạng vô cùng tốt và điều này chính là động lực giúp con giáp hoàn thành các nhiệm vụ được giao dù có gặp phải khó khăn, thử thách nào. Tài lộc trong những ngày này không có gì phải lo lắng, cả nguồn thu chính và thu phụ đều ổn, đảm bảo cho bạn cuộc sống đủ ăn, đủ tiêu. Nếu tuổi Sửu muốn bứt phá thì cần có kế hoạch dài hơi và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, chứ không thể mãi an nhàn như hiện tại. Chuyện tình cảm cũng đang khá tốt đẹp, đôi lứa có sự ăn ý, ngầm mà chẳng phải nói ra miệng. Giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Sức khỏe luôn là điểm khiến con giáp này lo lắng. Bạn sụt sùi suốt cả mùa đông do nhiễm lạnh và tình hình tiếp tục chuyển biến xấu hơn. Nên tăng cường vận động để nâng cao thể trạng, cải thiện sức đề kháng, khỏe từ bên trong thì các triệu chứng sẽ dần giảm bớt và không dễ bị tấn công từ bên ngoài. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Công việc của người tuổi Mão trong những ngày này tiến triển thuận lợi, hứa hẹn vô cùng thong dong với đường công danh của con giáp này. Công việc không quá nhiều nhưng nếu không làm tốt ngay từ bước khởi đầu, vận trình về sau của bạn sẽ bị ảnh hưởng theo đó. Thật may mắn vì những ngày cuối tháng, mọi thứ đều tiến triển đúng kế hoạch, hầu như không có biến động lớn, mọi thứ dường như đã vào đúng guồng, bản mệnh cứ y kế hoạch mà làm, mưu sự không quá khó khăn. Nếu có ý tưởng hay dự án nào lớn, bạn có thể cân nhắc triển khai trong thời gian này, tỷ lệ thành công khá cao. Cuộc sống tình cảm của người tuổi Mão lúc này rộn ràng, nhộn nhịp, tâm trí của bạn sống động hệt như một bữa tiệc mà bạn không cho phép bất kỳ ai điều khiển nó. Thế nhưng đừng quá tự tin là mình có thể kiểm soát hết tất thảy mọi thứ, nhất là người độc thân. Đừng nghĩ rằng một lúc bạn có thể hẹn hò được với nhiều người, vì cuối cùng có thể bạn sẽ mất đi người yêu hoặc người bạn chân thành nhất. Ở phương diện sức khỏe, bạn hoàn toàn yên tâm khi vấn đề về thể chất không gặp bất cứ tình trạng nguy cấp nào. Bạn có sức sống dồi dào, tinh thần phấn khởi, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Có điều bản mệnh cần lưu tâm tới vấn đề ăn uống, dinh dưỡng. Bạn thường bị đầy hơi, ăn không ngon miệng. Nhiều người lại lười luyện tập khiến trọng lượng cơ thể tăng đáng kể. Người tuổi Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Ngọ. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, con đường làm ăn, kinh doanh của người tuổi Ngọ có những bước tiến khá rõ rệt. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ tin tưởng, đi theo những lựa chọn ban đầu của mình. Thời gian này, người tuổi Ngọ có cơ hội được làm quen với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, giúp công việc làm ăn được đà phát triển nhanh chóng. Chuyện tình duyên của người tuổi Ngọ có những bước chuyển biến rõ rệt trong 5 ngày cuối tháng này. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình đi chăng nữa, bạn cũng hãy sẵn sàng mở lòng để đón những tin vui.
Với người còn độc thân, nhờ có cát tinh đào hoa xuất hiện, bạn có thể nhận thấy xung quanh mình bỗng xuất hiện rất nhiều các đối tượng triển vọng. Thậm chí bản mệnh không cần phải quá nhiệt tình trong việc làm quen, cũng có người chủ động đến với bạn. Khi nhận ra ai là người chân thành với mình, bạn cũng nên tỏ thái độ thiện chí với đối phương, như vậy mới mong nên duyên được. Tình hình sức khỏe của người tuổi ngọ không có gì đáng lo ngại. Đó có thể coi là niềm an ủi lớn lao mỗi khi bạn phải đối diện với những điều không mong muốn trong cuộc sống. Vì có sức khỏe, hãy luôn cố gắng hết mình, đừng bao giờ có ý định bỏ cuộc, nhất là khi bạn vẫn còn trẻ tuổi. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên cậy mình còn trẻ mà lao động quá sức hoặc dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân, không quan tâm đến chế độ sinh hoạt của mình. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Những ngày cuối tháng, tuổi Tuất may mắn được cát tinh trợ mệnh nên trở nên năng động, có những sáng kiến đột phá thúc đẩy nhanh tiến độ công việc. Sự cố gắng của con giáp này khiến cấp trên rất hài lòng và tạo thêm không gian phát triển cho bản mệnh. Nhờ đó, cơ hội thăng quan tiến chức cũng được rộng mở hơn. Phương diện tài lộc cũng khá tươi sáng, thấy rõ bản mệnh có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài hoặc được giới thiệu cho thêm những mối làm ăn mới. Điều này giúp con đường làm giàu của tuổi Tuất hanh thông hơn bao giờ hết. Tiền bạc không còn là nỗi lo. Đây cũng là những ngày vượng duyên của con giáp. Mối quan hệ tình cảm vẫn hài hòa, tốt đẹp nhất là tình cảm gia đình. Ra ngoài làm việc có mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần về đến nhà là con giáp này lại được tiếp thêm năng lượng, cảm thấy phấn chấn, có động lực để cố gắng nhiều hơn. Người tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Hợi. Những ngày cuối tháng 1, người tuổi Hợi có nhiều cơ hội gặp được quý nhân nâng đỡ trong công việc. Bạn hăng hái thể hiện mình, cũng biết cách phát triển thế mạnh đúng lúc, đúng chỗ, từ đó được quý nhân để mắt và chủ động nâng đỡ cho bạn. Khả năng ngoại giao, tương tác của người tuổi Hợi cũng nhờ có chính quan, ngày càng trở nên khéo léo hơn, có lợi cho những kế hoạch hợp tác hay ký kết làm ăn. Bạn có thể tranh thủ đưa ra các điều khoản có lợi cho phía mình với thái độ chân thành, đối tác sẽ không cố tình làm khó. Tài chính không tới mức thừa thãi nhưng đủ để bạn thoải mái chi tiêu, tận hưởng những thú vui cá nhân. Chính tài bình ổn, thu nhập đều đặn và có thêm nguồn thiên tài bất ngờ để tạo sự hứng khởi. Theo đuổi một công việc phụ hoặc tham gia đầu tư cũng là gợi ý hay dành cho bạn trong thời điểm này. Vận trình tình cảm cũng khá tốt, dù không cần làm gì đau to bố lớn nhưng bạn vẫn có được hạnh phúc mà mình đang có bằng những việc đơn giản. Người độc thân hôm nay đừng từ chối lời mời của ai đó đấy nhé, đó là cơ hội để bạn tìm được người phù hợp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong 5 ngày cuối tháng 1 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!